Mừng các bạn đến với kênh Messi Phương Tiện Nhớ Like nhé. Các bạn nhớ đăng ký cho mình một lượt nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ mình dẫn các bạn xem mô hình rau sạch này. Là mình đã ươm mầm cây mướp mình được 2 tuần rồi nhé. Ngoài ra mình còn trồng thêm cây bí đao ở kia. Châu lang các bạn. Đây. Rau này. Thơm này. Rau này mà nó là mì là cực ngon này. Ngon lắm. Cho mùi. Cho các bạn xem bí đỏ này. Mình trồng bí đỏ. Bí đỏ này là hơn một tháng rồi nhá. Ra hoa ra quả rồi. Đây, rau sạch, mô hình rau sạch nhà mình nhé. Diện tích thì bình thường thôi. Sơ trái chưa? Bí đỏ rất sơ trái nha. Giờ mình dẫn các bạn xem hạt mướp của bí đao của mình. Còn rau ngò này, nó ri này. Mướp bí đao này. Làm chơi chơi mà ra hoa ra quả lắm các bạn. Rồi, mô hình rau sạch trống luôn. Thì để mình để ươm thêm mướp này. Thấy không? Sơ trái không các bạn? Cực kỳ sơ trái nhá. Mướp là ăn được rồi nhá. Bí đao nhấm phải mướp cho các bạn. Để đùa các bạn chứ đỡ buồn mà để dán bí đao. Mình làm cái này là nhiều người đó là không được. Gọi là mình làm chơi ăn thiệt. Chi phí thì tầm 160.000 thôi. Cái bộ dạng này chắc lắm các bạn. Bên này có vài quả này. Đấy. Bên này to này. Đẹp cực luôn. Cực đẹp luôn. Mướp này. Về hôm là hơi bị ngon đấy nhá. Đấy, mấy trái thôi, trái hơi nhiều. Nói chung là đi làm cuộc sống mà. Cố gắng trồng rau sạch đây. Ra mùi này. Cực kỳ thơm. Đẹp đấy nhá. Cực ngon, cực đẹp. Mô hình tuyệt vời đấy. Rau sạch. Vườn rau này thì rơi vào tầm chiều mới thôi. Đất vào thì làm thôi. Trồng cây mì. Tuyệt vời nhớ các bạn. Các bạn xem cận cảnh lần nữa là bí như mình nhỉ. Sạch vừa có chê nhé. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình nhé. Nhớ dành cho mình một lượt đăng ký nhé các bạn. Thank you.